Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Những đức có khi lễ Phật mà tự nhiên trong lòng mình rất là vui mừng. Vui mừng khi cuộc đời của mình gặp toàn là những người bạn biết tu, biết niệm Phật rất là nhiều. Đây có bạn già, bạn trẻ, bạn con nít như Khánh Linh nhỏ xíu xíu 4 tuổi ngồi tu nguyên thờ. Hay chưa? Thì bấm đi coi thử bé nhỏ xíu xíu 4 tuổi mà tu ngồi lễ Phật, ngồi nghe pháp nghiêm túc, thấy không? Thấy cái pháp tu đặc biệt chưa? Pháp tu nào mà đứa nít 4 tuổi mà ngồi mình tu không đơn giản. Nên những đức nói vui mừng khi mình đến cái cuộc đời này mà bạn xung quanh mình toàn là bạn sen, bạn tương lai về thế giới cực lạc không. Đây là cái điều vui mừng lắm quý vị. Tìm cũng được. Nhớ, tìm bạn là do cái nhân duyên của mình. Nhớ ngay quý vị. Tìm chồng cũng là do duyên của mình. Tìm sự nghiệp cũng do nhân của mình, chứ không phải dễ tìm đâu quý vị. Trong cuộc đời đa phần người ta đều muốn bạn lành ở bên cạnh người ta, chứ không ai muốn bạn ác bên cạnh người ta đâu. Nhưng làm sao mới bạn lành bên cạnh mình? Tâm mình lành thì bạn lành bên cạnh mình. Tâm mình thủ đoạn thì bạn thủ đoạn bên cạnh mình. Tâm mình ác thì bạn ác bên cạnh mình. Cái nhân nó chiêu cảm cái quả, gọi là nhân quả. Giống như quý vị chung thủy thì gặp bạn chung thủy vậy thôi. Phải nhớ kỹ cái điều này. Nên từ nơi đó mà bạn xung quanh mình niệm Phật là mình niệm Phật. Những đức thích niệm Phật là nhân. Chiêu cảm tất cả những người bạn già, bạn trẻ, bạn con nít niệm Phật không đơn giản. Nên từ nơi đó mà thấy ai niệm Phật cái mặt cũng tươi rói. Có khi mà đang lễ Phật vậy thấy mấy cô ngồi trên hoa sen lễ Phật, nhiều như cô Nguyên Thị đó. Nhìn quay cái máy điện thoại xa xa giống phim hoạt họa. Ngộ ghê. Nhìn tự nhiên mình thấy vui vui sao đâu. Tự nhiên những người niệm Phật mình họ làm những cái chuyện mắc cười vậy. Nhìn tiếu tiếu gì đâu à. Khi mà nhìn con Nguyên Thị mà con đứng qua sen của lễ Phật, lúc biến mắt tiêu, lúc nổi lên có chút xíu nhìn giống hình phim hoạt họa. Nên từ nơi đó mà thấy tự nhiên trong lòng vui vui gì. Cuộc đời mình đến cái cõi này mà gặp những người bạn này quá quý. Chỉ nhớ mỗi ngày mà được tu hành niệm Phật, sống đơn giản bình dị, thật sự trong cuộc đời này quý vị không thiếu nợ là phước báo nhất. Nhớ nghe. Giàu gì giàu mà nợ nần chồng chất, mỗi tháng đóng tiền lời suốt thì cái này không ham. Thà sống đơn giản mà không thiếu nợ, đó là phước báo nhất. Nên gói gọn cuộc sống lại, biết đủ thường vui, đừng tạo ra nợ nần, khó tu hành lắm. Nhớ đó. Nên đây là những cái nhân duyên thù thắng. Khi ở cõi ta bà mà vẫn còn những cái nhân duyên tuyệt vời này, trong khi giờ này con người ta phải chạy đôn chạy đáo lo cuộc sống, mình còn ngồi đây để mà niệm Phật rồi ngồi tâm sự để mà hướng nhau về thế giới cực lạc, không đơn giản. Đêm hôm phi phất 11, 12 giờ khuya mà còn lễ Phật, vậy mà giờ này gương mặt tươi rói, không đơn giản quý vị ơi. Nó có những người ta không hiểu, người ta nói mấy người này chắc bị tâm thần. Tâm thần hay sao bằng đêm vừa ngủ đi niệm Phật. Nhưng họ đâu có biết cái niềm vui an lạc của mình niệm Phật đâu quý vị, họ đâu hiểu đâu. Thì thôi, cứ để cho họ nghĩ mình bị tâm thần đi. Có những người ta thấy mình ăn chay, niệm Phật, lễ Phật, ta thấy tội nghiệp mình, quý vị. Đáng thương cho mình. Sống mà không biết hưởng thụ. Người ta ăn đùi gà, đùi vịt, mình ăn đồ hũ. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái niềm vui của nó chứ. Quý vị rõ ràng mà thấy mình ăn chay, niệm Phật, nó thấy vui rõ ràng mà. Thấy bình an vô cùng luôn. Ngủ cũng ít, ăn cũng ít, mà vẫn là sống bình thường vậy đó. Thấy không? Mà tâm an lạc, vui vẻ. Mà chiêu cảm toàn là những người bạn biết tu nha quý vị. Thấy không? Những người bạn biết tu người ta cười suốt à. Mà bản thân mình nghe nhân quả viết rồi, mình cũng đâu có muốn suy nghĩ những thủ đoạn gì hại ai đâu quý vị. Mình hại người ta làm chi? Mình hại người ta không khác nào mình hại mình. Đó. Nên những đức nói cái nhân nó chiêu cảm cái quả. Hãy cố gắng gieo cái nhân thiện để bạn thiện đến với mình. Thí dụ như hồi xưa những đức ngoài đời, những đức thích nhậu thì bạn rượu tìm những đức, bạn đi nhậu tìm. Còn cá độ đá banh thì bạn cá độ đá banh đi tìm. Đá gà thì bạn đá gà tìm. Đi chơi đua xe thì bạn đua xe tìm. Thấy không? Bây giờ tới đi niệm Phật ăn chay thì bạn ăn chay niệm Phật tìm. Quý vị chọn đi. Dù là quý vị ngồi ở trên đạo tràng không chung vậy đó, vậy đó mà, nhưng mà những người bạn trong đây sẽ tìm quý vị đó. Ví dụ như những người bạn trên đây thấy cô Quảng Ngọc siêng tu đi, kiếm Zalo cô để kết bạn. Thấy cô Chi cũng siêng tu đi, kết bạn cô Chi. Rồi thấy Lục Bình yêu Lục Nguyễn chứ, kết bạn Lục Nguyễn. Thấy Liên Phúc, cái đầu kết bạn Liên Phúc. Rồi mấy cái ông mà vô đây tu, không thấy ông Trần Lâm tu siêng năng quá, làm người chồng gương mẫu đặc biệt, vợ không tu mình tu luôn. Cái mấy ông đó ông tìm Trần Lâm để kết bạn. Nam thì kết bạn với nam, nữ kết bạn nữ. Vậy thấy chưa? Nội mà vô cái đạo tràng không chung thì thôi nè, tự nhiên bạn vô đây, mình thích người bạn nào trong đây mình kết bạn người bạn đó. Tụi bạn quyết tâm về cực lạc. Ví dụ cô Liên Minh ở bên Mỹ thì cô kết bạn vô đây nè. Nhìn những người bạn nào mà thấy thấy ăn tình, thấy đặc biệt. Nguyên Thị rồi ha, tìm Zalo Nguyên Thị coi, kết bạn Nguyên Thị được chứ cái. Thấy chưa? Tự nhiên bạn tu tập trung về một cái đạo tràng không chung này, bao nhiêu con người luôn. Nó tự nhiên mình kết bạn toàn là bạn tu không. Nhưng mà nhớ, nữ với nữ nha, mình đừng có bao giờ đem cái chuyện này chuyện kia của mình đi nói cho họ nhiều quá. Đừng có nên. Kết bạn là kết bạn chơi bình thường, niệm Phật rồi thôi. Đừng có đem cái chuyện nhà mình đem nói cho họ tùm lum, cho họ nghe. Mình lo mình niệm Phật đi là từ từ nó tiêu hết cái tâm. Cái tâm mà không vừa lòng à. Quý vị nhớ nè, chỉ cần niệm Phật phát tâm cảm ơn thôi là nghiệp tiêu liền. Cái tâm cảm ơn là tiêu nghiệp ở đó. Đó. Nên á, hành của Vô Hiền Bồ Tát á, thấy ai thiện tốt thì cung kính tán thán. Thấy ai mà ác mà không thiện thì cung kính không tán thán. Cung kính là cung kính cái tánh Phật của mọi người, từ tánh Phật của mọi người. Những đức đi vô cái ngôi nhà những đức ở, xong trước ngôi nhà đó có thờ Thổ Địa thằng Hoàng. Tự nhiên những đức nhìn thằng Thổ Địa, những đức thấy cảm tình vô cùng. Ngày nào những đức cũng thắp nhang cho ông mấy lần. Xong cứ là trái cây ấy là những đức kêu thay trái cây. Có gì bữa những đức kêu thay bánh cho ông Địa ăn nghe. Tự nhiên những đức cảm giác đi lỡ cái bàn thờ của Thổ Địa thằng Hoàng, những đức cảm giác bình an và an tình vô cùng. Những đức tin một dùng cai quản của các ngài, mình cung kính các ngài. Còn học tập thì mình học tập Phật pháp rồi, nhưng mình cung kính các ngài thì mình lỡ cái vùng đất nào mình ở mình bình an. Thật sự mà nói quý vị phải nhớ kỹ, mình đi đến đâu cũng vậy, mình tôn kính. Còn cái học tập thì mình có phương hướng rõ ràng. Còn cung kính là phải cung kính, không được phỉ báng. Cái tâm học tập này bình an lắm quý vị. Đi đến đâu cũng cảm thấy bình an. Ở vùng đất nào vùng đất đó bình an. Đi đến cái phòng nào ở đi, vô cái phòng đó một cái, mới vô đi, chắp tay lên. Hôm nay tôi tên gì, pháp danh gì, đi đến nơi này ở. Ngủ đây đêm hay 2 đêm 3 đêm gì. Tôi mong rằng tất cả các quý vị phước mặt phước mày đều để cho tôi bình yên được ở đây. Đó là cái lễ quý vị. Cái lễ chứ không phải là mê tín gì đâu. Vì mình đi đến vùng đất nào mà không có những cái phần phước mặt phước mại thổ địa tăng quang. Thí dụ như mình đi đến cái vùng địa phương nào sống đi, mình mua một căn nhà ở đó đi, trước nhất là cái gì? Mình đến mình chào hỏi địa phương ở đó. Thí dụ như chủ tịch xã hay phó chủ tịch, hay là công an xã, trưởng công an xã, mình lỡ mình phải lễ với người ta một cái là tôi ở xa đến đây, mua căn nhà để ở, đến chào anh, hòa cáp, tình cảm. Đó là tình cảm chứ không có gì cả. Cái đó là cái lễ quá đúng luôn quý vị, thấy không? Rồi cái nhà đó mình vô mình ở, trước nhất mình ở phải làm gì? Cúng đất đai nơi đó một cái. Đó là lễ đúng luôn á. Cúng nơi đó một cái nó, hoặc là phóng sanh gì một cái, hoặc mỗi ngày mình niệm Phật là nơi đó tự nhiên mình sống bình an. Mình đi đến nơi đó người ta hoan nghênh mình đến, hoan nghênh mình đến. Nên mình từ người sống cho đến người mất mình phải sống gì đó. Thì cái lễ này quý vị mà hiểu được thì đúng là quý vị đi đến đâu cũng đặc biệt tuyệt vời đó. Nên quý vị thấy trong nhà Phật dạy rất kỹ nha, dạy rất là đàng hoàng, rất là kỹ. Rồi mình đến nơi đó mình thấy chòm xóm nơi đó nhà gan gan, đừng bao giờ gặp người ta mà nhìn nửa con mắt, thấy không? Nà, nhìn nửa con mắt thì người ta cũng nhìn mình lại nửa con mắt thôi. Nà, coi chừng mình nhìn người ta nửa con mắt, người ta nhìn mình phân nửa của nửa con mắt, thấy kinh khủng không? Đó. Nên cái nhân mình gieo là cái quả mình hưởng, nhớ nghe quý vị. Nên cuộc đời mình á, phải gieo cái nhân thiện, phải gieo cái nhân thiện. Cả mình đi đến bệnh viện, mình đi thăm bệnh, mình thấy cái nơi bệnh viện là nhiều người chết, nên âm khí nơi bệnh viện nó mạnh. Mình đi vô bệnh viện, mình niệm Phật suốt luôn vậy. Ý mình niệm Phật là để quang minh Phật phổ chiếu cho tất cả những phần âm mà chưa siêu nơi đó được hưởng nhờ. Cái tâm phải như vậy đó. Đi đâu cũng gieo cái vật hiệu cho người ta nghe vậy đó. Rồi thí dụ như đi ra ngoài chợ mua đồ hay gì đi, đưa tiền cho người ta cái chào A Di Đà Phật, câu đại gì rồi đi, bà kia bà cũng hết hồn gì A Di Đà Phật cái chàng. Nhưng mà nó cũng đã gieo cái chủng tử A Di Đà Phật vào tâm cho người ta. Nhớ. Nên có nhiều người nói những đứa cái chiếc xe dán với A Di Đà Phật chạy đi ra ngoài, tự nhiên khi người ta gặp cái tự nhiên người ta nhìn cái tự nhiên người ta kêu hô đi đi. Ngộ vậy đó quý vị. Có nhiều người nói những đức vậy đó. Cái danh hiệu A Di Đà Phật không đơn giản đâu quý vị ơi. Nó nên mình là biết niệm Phật mà, thí dụ như mình chạy xe dọc đường mà công an hay gì thổi mình gặp mình nói A Di Đà Phật. Mình vừa nghe vậy là thấy nó cảm tình đặc biệt rồi đó quý vị. Những đức nói vị mình mà biết niệm Phật biết tu nó không phải cổ lưu sĩ vậy đâu quý vị. Mà cái người ta mà gặp mình mà người biết tu, người ta thấy mình chân thật, người ta tin tưởng mình. Mà sự tin tưởng là cái sự thành công của con người đó. Thí dụ như ai gặp mình cũng mất lòng tin là mình tiêu. Giống như giờ những đức mọi vị không tin những đức sẽ bị tu chung với những đức. Vì không tin những đức vị nghe những đức nói chuyện làm gì. Thật sự luôn á. Thí dụ như vị nó thấy rõ ràng không? Những đức nói với vị những đức tu 12 giờ khuya là những đức tu 12 giờ khuya. Tối hôm nay thêm đêm nữa nè. Nó là xong 3 đêm rồi đó. Mà chuyến này tu 3 ngày xong nghe, những đức mới nghĩ ra từ hôm nay là 14, 15, 29, 30 là 1 tháng thêm 2 ngày nữa là 4 ngày. 4 ngày 12 giờ khuya. Vì mình thấy an lạc quý vị, mình thấy tu lợi ích quá. Thấy rất lợi ích luôn. Đó, nên quý vị biết rằng Phật pháp là cuộc sống hàng ngày quý vị. Tuy mình mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng quý vị nhớ nè, mình đang còn sống ở cõi đời này. Nếu như mình chỉ có biết Phật A Di Đà mà mình không có một tình cảm gì với cái cõi đời này, với con người ta, thì mình sống vô tình quá, không phù hợp, không phù hợp chút nào chứ. Phật A Di Đà cũng không dạy mình điều đó đâu quý vị. Mình cung kính Phật A Di Đà nhưng mình chưa về thế giới cực lạc, thì đối với cái cõi này mình mới biết ơn. Cái tâm biết ơn là tiêu nghiệp đó. Cái tâm biết ơn là không hận thù. Không hận thù thì tiêu nghiệp thôi. Thật sự mình mà chỉ cần lúc nào mà mang cái tâm cảm ơn trong cái thuận cái nghịch thôi là quý vị cảm thấy an lạc vô cùng luôn. Nhưng mà mình chỉ cần mang cái tâm báo thù, oán thù là tức khắc nặng nề liền, lo sợ hãi liền như thế. Nên phát ra cái tâm cảm ơn là nghiệp chướng tiêu trừ. Chỉ cần cảm ơn là nghiệp chướng tiêu trừ. Những đức nói rằng bây giờ là nghiệp chướng những đức tiêu trừ này, mà mai mốt những đức mà chỉ cần mà mang tâm báo thù là nghiệp chướng nó quay lại. Vì cái cõi này nó là như vậy đó vậy. Nó đến rồi nó đi, nó đi rồi nó đến. Tùy cái tâm mình, lúc nào mình càng kéo lại thì nó đến, mình buông ra thì nó đi, mình kéo lại thì nó đến, buông ra thì đi. Cái cõi lục đạo này là như vậy mà. Nó nói rằng là nghiệp chướng chúng sanh tạo không có hình tướng, nhưng mà do mình chấp cái chỗ nào nó ra chỗ đó. Mình chấp chỗ nào nó ra chỗ đó. Mình chấp sân hận, tuy nó không có cái tướng nghiệp, nhưng mà mình chấp sân hận, hận thù, sân hận thì là địa ngục. Mình chấp tham lam thì là ngạ quỷ. Mình chấp ngu si thì là súc sanh. Vậy thôi. Đó là do mình chấp thì nó hình thành. Còn mình buông ra thì mất hết thôi. Mình buông tâm sân hận, mình buông tâm tham lam, mình buông tâm ngu si thì tức khắc tam đồ ác đạo tự biến mất. Nên người không có cái nghiệp trong tam đồ ác đạo, dù đem mình vô tam đồ ác đạo nó không có. Còn cái người có nghiệp của tam đồ ác đạo thì hình thành tam đồ ác đạo. Tam đồ ác đạo không phải vua Diêm Vương hay là Thượng Đế gì lập ra, mà là do tâm chúng ta lập ra. Vậy thì tâm Phật hay tâm cõi trời hay tâm cõi người đều là do con người sanh tâm ra mà hình thành. Tự mình phát tâm đi vậy. Nên mới nói là cái nhân duyên là cái quan trọng để chiêu cảm con người xung quanh mình. Chiêu cảm con người xung quanh mình. Thí dụ như bây giờ những cái người xung quanh những đức họ sống chung những đức đi, những đức đấy đa phần là họ hiền đó. Nhưng mà buông những con người xung quanh những đức ra với người khác đi, có khi nó khác. Tại vì nó gặp người khác, cái tính họ khác, dạy người này khác thì họ sẽ hình thành khác. Một năm, hai năm sau họ hoàn toàn khác. Còn khi họ sống với những đức thì tức khắc họ hiền. Họ hiền họ thiệt thà vì sao? Vì họ không cần phải bận tâm lo âu đi giành giật cái gì với ai cả, thì tức khắc họ hiền. Nhưng khi buông ra cho người khác thì họ phải phấn đấu lên. Họ phải phấn đấu và dạy cho họ cách phấn đấu, đứng lên. Cuối cùng một năm hay năm sau là hoàn toàn họ trở thành con người hơn thua đấu đá liền. Ghê chưa? Đây là những đức thấy rõ ràng đó. Ngày xưa những đức có quen cái anh này tên anh Núi. Anh hiền đừng nói nữa quý vị ơi. Núi mà anh hiền không tưởng tượng được luôn. Khi xa những đức 2 năm sau những đức gặp lại, anh Núi này trở thành một con người không đơn giản chút nào. Thật sự mà nói đúng là mình nói kinh thiệt. Thì ra là thời thế tạo anh hùng, có nghĩa là trong môi trường tạo ra con người. Ghê không quý vị? Thí dụ như giờ này ông Tâm Nhiên này đồ đi, ông Tùng đồ đi, ông Hí đồ đi bên cạnh như đức thì ông hiền. Vì ông hiền thì ông không cần phải bận tâm đấu đá nên ông hiền. Nhưng bây giờ mà buông ông ra xã hội đi, buông ông ra vào một con người nào mà đưa ông tư tưởng mới mẻ lại đi, một năm sau ông hoàn toàn khác liền. Ông Kiệt này ông trở thành một tay kiệt sức đi đấu đá. Ông Hí thì hết thấy đường đi đấu đá. Ông Tùng thì lùng luôn gì đấu đá. Thì kinh chưa? Nên từ nơi đó mà đưa ra hoàn cảnh là nó sẽ hoàn toàn khác liền. Nên những đức nói là cái nhân duyên nó chiêu cảm. Mình gặp con người thiện thì mình thiện, mình gặp con người thiện mình hình thành được cái thiện. Nó gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Đó, mình gặp một con người chân thật nhiệt tình hết mình thì mình hình thành giống vậy. Nhưng nếu mình gặp con người mà suy nghĩ tính toán so đo thì mình sẽ hình thành như vậy luôn. Vì người ta dạy mình điều đó mà. Người ta làm như vậy, người ta làm mình nhìn thấy mình học theo. Đó. Nên quý vị vô một căn nhà, quý vị nhìn đứa con, quý vị sẽ biết cha mẹ. Nó quý vị nhìn cha mẹ, quý vị tương đối quý vị sẽ biết đứa con. Vì nó hình thành ra luôn. Quý vị nhìn người mẹ, quý vị tương đối nhìn được đứa con. Nhìn người mẹ, quý vị tương đối nhìn được đứa con gái. Tại vì đứa con gái nó bên cạnh mẹ thì hình thành giống mẹ. Cái nhân cái quả nó phải phù hợp nó mới sinh ra quý vị. Nên mình nhìn người mẹ dễ thương, dịu dàng là mình nói con chọn con gái mẹ. Hiểu không? Nói ủa sao ngồi sao nhìn mẹ mà chọn gái mẹ con. Nói con nhìn mẹ là con biết con gái mẹ rồi. Nhưng mà có khi nhân quả nó cũng nghịch ngược lại. À con chọn là con phải chịu nghe. Bước ra chàng ô, nhìn hết hồn. Ô chàng ơi, nhìn mẹ dịu dàng nói chuyện ngọt ngào, sao con gái mẹ thì ghê quá. Nó nên từ nơi đó. Giống như cái cô gặp những đứa cô nói một câu mà mình nghĩ là cũng hay. Cái nghiệp của thầy đổ, cái duyên của con trổ. Bây giờ những đứa thấy rõ ràng luôn quý vị. Rõ ràng cái nghiệp những đứa đổ đi ra xã hội, cái duyên của vị trổ là bị tu với những đứa mỗi ngày nè. Cái cô đó có nói câu cũng hay. Cái nghiệp của thầy độ, cái duyên của con trổ. Thấy chưa? Nên bây giờ duyên vì chỗ hết trơn rồi nè quý vị, thấy chưa? Cái nghiệp những đức đổ ra ngoài duyên vì chỗ hết trơn luôn, thì tu quá trời luôn. Bây giờ mỗi người tu thêm ngày 3-4 thờ không, thấy chưa? Cái duyên vì chỗ ở đó nó cũng nhờ cái nghiệp những đức đổ đó. Bây giờ cái này cái không biết vị vui hay buồn, không biết, nó chắc vui quá. Vui về cái nghiệp thì đổ cái gì con chỗ. Quý thấy chưa? Nếu như Nhuận Đức mà trong chùa vì tu không được nhiều gì đâu quý vị, chắc chắn vì luôn á. Nhờ Nhuận Đức đi ra ngoài mới bị tu nhiều đó. Đây chắc là Nhuận Đức nghĩ là cái điều tốt đẹp quý vị. Mình cứ tin nhân quả này đó là điều tốt đẹp thôi. Còn nếu như mà bản thân mình không chấp nhận thì mình thấy đó là điều không vui, thấy không? Nó nên từ đó hôm qua Nhuận Đức có nói chuyện một công đoạn bằng cái áo thun đờ với một cái quần tây, một cái màu mang đổ dài. Nhưng mà ông Tâm Nhiên cũng quay ngang đây thôi à. Yeah. Mình giống như Nhuận Đức nói gì cái vô thường ấy, cái vô thường rồi Nhuận Đức kép những cái đoạn mà Nhuận Đức từng lễ Quan Âm trước mấy chục ngàn người. Nhuận Đức nói rằng ông thầy mà quý vị năm xưa đã quý trọng, hôm nay ra hình tướng này nè. Nhuận Đức lý luận qua lý luận lại để khi quý vị coi đi, rồi quý vị sẽ thấy đúng là cuộc đời có những cái quý vị không ngờ. Thật sự quý vị không ngờ, bản thân Nhuận Đức có khi còn không ngờ nó thật sự, thấy không? Nhưng cuộc đời này cái gì nó cũng có thể đến với chúng ta. Nên vô thường là tốt. Vì nhờ vô thường mà giúp chúng ta có thể gói gọn sự việc lại, gói gọn sự oán thù lại, để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhờ vô thường quý vị, nhờ vô thường mà cho chúng ta nhìn được cái cõi đời này giả tạm. Nó nên Nhuận Đức nói chuyện công đoạn ai mà coi. Và Nhuận Đức kép những công đoạn mà từ tất cả chương trình Nhuận Đức kép vô. Rồi cái hình tướng bây giờ là cư sĩ, hình tướng xuất gia, hai cái hình tướng nó đối diện lại để cho quý vị nhìn được vô thường. Ai mà coi mà nhận thức được thì cực kỳ hay luôn. Đó, nó rất là vô thường quý vị. Nó tự nhiên trong lòng quý vị ngồi, những đức nghĩ vì coi vì sẽ có cái ngậm ngùi sao. Nhớ ông thầy ngày xưa mình quý kính vô cùng, hôm nay bằng cái áo thun, bằng quần tây mang dài, quý vị thấy chưa? Nhưng mà tướng nào miễn tu tập là được rồi đúng quý vị. Nhưng mà cho mình thấy cái vô thường. Để bữa nào Nhuận Đức nói chuyện những công đoạn mà 20 tháng 11 hoặc những cái chương trình mà quý vị mà tổ chức cho Nhuận Đức. Nhuận Đức nói công đoạn, Nhuận Đức kép những công đoạn đó vô để cho những người nào coi cũng nhìn lại. Nhìn lại ngày đó mình như thế nào, mà ngày nay mình như thế nào. Có nghĩa là nhắc lại cho tâm tư mình nó thổn thức một chút quý vị. Để nhìn lại tại sao chúng ta không nghĩ những kỷ niệm đẹp quá trong cuộc đời của mình, ha quý vị? Nên cuộc đời này nhân vô thập toàn, con người như bàn tay có ngón dài ngón ngắn thôi, như đoạn đường lúc bằng lúc thì ổ gà thôi. Đừng có cái lúc nào cũng cầu toàn nghe quý vị, sẽ dễ sanh phiền não lắm. Nên chúng ta sống biết đủ thường vui, nên chấp nhận cái mà mình đang được đi quý vị. Quý nhất là mỗi ngày được tu gì quá quý rồi. Nên nhóm của các cụ Quảng Tâm đồ Đồng Sáng rồi ha, tu tập rồi mấy bà cụ tập trung tu đồ quá đặc biệt. Nên mọi người phải siêng năng niệm Phật quý vị ơi, để chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật.